Bài 10. Đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang. Phần 1. Tìm hiểu về đặc điểm chung. Các ruột khoang thường gặp các em đã được học ở những bài trước, đó là sứa, hải quỳ, san hô, thủy tức. Chúng có những hình dạng, kích thước và lối sống rất là khác nhau. Tuy nhiên, ruột khoang có những đặc điểm chung về cấu tạo như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu. Các em hãy quan sát hình 10.1 ở sách giáo khoa trang 37, sơ đồ cấu tạo cơ thể đại diện của ruột khoang, bao gồm đó là thủy tức, sứa, san hô. Cơ thể của chúng có cấu tạo gồm có những bộ phận như thế nào? Chúng ta cùng hệ thống lại nhé. Đặc điểm đầu tiên đó là nó có khoang tiêu hóa, hay còn gọi là ruột túi, tầng keo, lớp tế bào trong, lớp tế bào ngoài, các tu miệng, lỗ miệng. Riêng san hô thì có thêm hầu thông với lại khoang tiêu hóa. Và nó là sống tập đoàn cho nên giữa các cá thể có cầu nối liên thông với nhau ở khoang tiêu hóa. Như vậy, sau khi các em đã tìm hiểu kỹ sơ đồ cấu tạo cơ thể của ruột khoang ở các đại diện, chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành làm bảng ở trang 37. Ở đây là bảng trang 37. Các em sẽ hoàn thiện bảng này bằng cách chọn những cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống của ba đại diện thủy tức, sứa và san hô, bao gồm có 7 đặc điểm. Trong đó, ba đặc điểm là đặc điểm thứ tư, thứ năm và thứ sáu. Đây là phần được giảm tải cho nên các em có thể không làm. Bạn nào làm được thì cứ làm, bởi vì phần này nó cũng liên quan đến phần sau chúng ta rút ra đặc điểm chung của ngành ruột khoang đó là gì. Thì đến đây các em có thể dừng cái video lại đôi phút, chúng ta làm, sau đó chúng ta mở video tiếp để chúng ta kiểm chứng lại như thế nào nhé. Sau khi làm xong bảng này, các em hãy kiểm tra lại kết quả như thế nào nhé. Các em cùng theo dõi. Đặc điểm thứ nhất là về kiểu đối xứng, đều là đối xứng tọa tròn. Về cách di chuyển, rất khác nhau ha. Thủy tức di chuyển chậm chạp kiểu sau đo hay là kiểu lộn đầu. Sứa là di chuyển rất tích cực bằng cách là co bóp dù. Còn san hô thì không có khả năng di chuyển. Về cách dinh dưỡng, cả ba đều là sống dị dưỡng. Đặc điểm thứ tư, thứ năm và thứ sáu ở đây cô cũng chỉnh sửa luôn để chúng ta tiện việc rút ra đặc điểm chung đó là gì ha. Cách tự vệ đều có tế bào gai độc để tự vệ và tấn công ha. Số lớp tế bào của thành cơ thể thì gồm có hai lớp tế bào, đó là lớp tế bào ngoài và lớp tế bào trong ha. Về kiểu ruột, đều là ruột dạng túi. Về lối sống thì thủy tức và sứa đó là sống đơn độc, riêng san hô là sống kiểu tập đoàn nhé. Như vậy qua bảng này các em hãy rút ra đặc điểm chung của ngành ruột khoang đó là gì. Các em quan sát ở bảng thì chúng ta thấy rằng nè, đặc điểm thứ nhất đó là nó có kiểu đối xứng tỏ tròn. Đặc điểm thứ hai đó là đều sống dị dưỡng. Đặc điểm thứ ba đó là đều có tế bào gai độc để tự vệ và tấn công nè. Số lớp tế bào của thành cơ thể đều là hai lớp. Và cuối cùng đó là kiểu ruột dạng túi. Đúng chưa nào? Như vậy tổng kết lại qua bảng này chúng ta thấy rằng là nó có 5 đặc điểm. Đúng không nào? 5 đặc điểm. Tuy nhiên đặc điểm cách dinh dưỡng em, chúng ta không đưa vào đặc điểm chung cho ngành ruột khoang, bởi vì đây là đặc điểm hầu như là chung cho giới động vật luôn ha. Tại vì động vật là nó đều sống bằng cách là dị dưỡng là phần lớn. Được chưa nào? Ở đây là đặc điểm chung của ngành ruột khoang. Các em hãy ghi 4 đặc điểm chung này vào trong vở của mình. Chúng ta chuyển sang phần 2, tìm hiểu về vai trò của ngành ruột khoang. Thì ruột khoang rất là đa dạng, như vậy nó có những vai trò gì? Các em hãy mở sách giáo khoa ở trang 38. Đây là đoạn thông tin giới thiệu về vai trò của ruột khoang. Nhiệm vụ của các em là gì? Các em có thể là gạch dưới hoặc là ghi lại.
Theo gợi ý của cô như sau, em hãy nêu vai trò của ngành ruột khoang. Thứ nhất là nó có những lợi ích nào về trong tự nhiên nè, lợi ích trong đời sống con người nè, và bên cạnh đó nó có những cái tác hại nào, chúng ta sẽ liệt kê ra và cho ví dụ ha. Thì đến đây các em có thể dừng cái video lại, chúng ta tự làm gạch dưới ở trong sách nhé. Như vậy sau khi các em đã tìm hiểu đoạn thông tin đó thì ruột khoang có những ích lợi gì trong tự nhiên nè. Các em hãy quan sát trên hình ha. Trên đây là cô giới thiệu cho các em một số hình ảnh về những cái rạn san hô ở bờ biển ở Việt Nam của chúng ta nè. Thì em thấy là nó tạo nên vẻ đẹp cho tự nhiên. Đúng chứ nào? Vai trò thứ hai nữa là gì? Các em quan sát hình tiếp theo ha. Là trong tự nhiên nó còn có ý nghĩa sinh thái cho động vật biển. Có nghĩa là sao mấy em? Ý nghĩa sinh thái cho động vật biển là gì? Là môi trường sống, là nơi ở nguồn thức ăn cho các loài động vật ở biển ha. Đấy, các em nhìn quan sát trên hình chưa nào. Như vậy trong tự nhiên nó có hai vai trò. Thứ nhất là tạo vẻ đẹp cho tự nhiên. Cái thứ hai là có ý nghĩa sinh thái cho động vật biển nha. Các em quan sát tiếp ha. Đây là san hô đỏ nè, san hô đen nè mấy em. Thì người ta sẽ sử dụng san hô đỏ, san hô đen để làm gì? Đó là nguyên liệu quý để làm đồ trang trí hay là làm đồ trang sức. Để cho nào người ta chế tác ra những cái đồ trang sức rất là có giá trị ha. Ngoài ra như là san hô đá là nguyên liệu vôi cho ngành xây dựng nè. Ý nghĩa tiếp theo nữa đó là giúp cho quá trình nghiên cứu địa chất, đó là hóa thạch san hô. Đây là hình ảnh những hóa thạch san hô đó em. Bên cạnh đó thì một số loài ruột khoang còn khai thác để dùng làm thực phẩm như là sứ sen nè, sứ rô nè em. Đấy ha. Vậy song song với những lợi ích thì ruột khoang có những loài gây hại nhất định như là gây độc nè, gây ngứa như sứ lửa, sứ chỉ. Các em hãy quan sát trên hình. Khoa học đã ghi nhận khoảng 2.000 loài sứ khác nhau, trong đó có khoảng 70 loài có thể gây tổn thương đến cơ thể người, nhất là sứ hộp là loài nguy hiểm nhất. Chút xíu cô sẽ giới thiệu cho các em sứ hộp như thế nào ha. Hiện nay thì sứ lửa là loài gây hại cho con người nhiều nhất. Khi bị sứ lửa đốt thì nọc độc của nó đi vào da thịt, có thể là gây tổn thương nặng do nọc độc, gây loét, gây bỏng sâu nè. Sứ lửa khác với sứ thường là nó sẽ gây ngứa. Sứ lửa gây bỏng như axit và gây cho chúng ta những cái cơn đau ở ngay vết thương. Để các em ha. Các em hãy quan sát trên hình. Đây là sứ hộp nè. Sứ hộp là một trong những loài nguy hiểm nhất trên hành tinh, khi giết chết khoảng 100 người trên một năm. Xúc tu của nó có thể chứa những ngòi độc có thể giết chết 60 người trưởng thành chỉ trong vài phút. Nọc độc của nó rất là độc ha. Đây là một loài cũng rất nguy hiểm nữa mấy em. Đây là sứa bòm sư tử. Chúng có kích thước cũng rất là lớn, khổng lồ ha. Và có thể giết người với chỉ một cú chích thôi. Nó có thể là dẫn đến tử vong. Đây là những loài sứa rất là độc nhé. Cách sơ cứu khi bị sứa đốt như thế nào? Thì khi bị sứa đốt, người bệnh xuất hiện các triệu chứng như là xuất hiện các vết đỏ nâu kèm theo hiện tượng ngứa ở vùng da tiếp xúc với nọc độc. Nguy hiểm hơn có thể là gây khó thở, là sưng mặt, nôn mửa, ngất xỉu hoặc là có thể tử vong nha. Thì bước đầu tiên là khi bị sứa đốt là nhanh chóng di chuyển lên khỏi mặt nước để tiến hành là rửa vết thương. Thì dùng nước biển hoặc là nước muối đậm đặc dội lên trên vết thương để rửa, để làm chất độc nó trôi đi. Tuyệt đối là không dùng nước ngọt để rửa vết thương nha. Bởi vì nước ngọt là chất kích thích các tế bào chứa gai nhọn của sứa tiếp tục phóng ra nọc độc. Thì điều này khiến cho vết thương lan rộng ra và các vùng da khác gây tổn thương nghiêm trọng hơn. Bước thứ hai là gì? Người mà thực hiện sơ cứu cho nạn nhân cũng phải đeo găng tay để bảo hộ nha. Và khi lấy được sứa ra khỏi vùng da bị đốt của nạn nhân thì chúng ta có thể dùng một cái dụng cụ nào đó, ví dụ như cái thìa nhỏ hay là vỏ sò, thẻ tín dụng. Chúng ta cạo và chà nhẹ trên vết thương để đẩy hết các tế bào gai nọc độc ra khỏi vết thương đó hoặc là những cái vùng da xung quanh. Và bước thứ ba là chúng ta sẽ dùng những cái dung dịch như là giấm loãng, nước soda, nước mì chính hay là nước chanh để thoa lên vết thương để làm trung hòa
cái tính độc của sứa để làm giảm sưng tấy cho vết thương đó. Và bước thứ tư là sau khi thực hiện ba bước đó thì chúng ta có thể là chườm đá lên vết thương để giúp làm giảm đau nè, bớt sưng tấy, ngăn ngừa nọc độc của sứa lan rộng ra. Đấy, và sau đó có thể là dùng một số loại thuốc để mà bôi lên. Và bước thứ năm, nếu như mà kèm theo cái hiện tượng là khó thở thì cần phải đưa đến bệnh viện ngay tức thì để mà cấp cứu ha, kịp thời. Đấy là những cái bước sơ cứu khi bị sứa đốt, các em có thể tham khảo thêm. Như vậy, tác hại ngoài việc gây độc gây ngứa ở một số loài sứa thì san hô còn gây cản trở giao thông thủy, có nghĩa là nó sẽ tạo nên những bãi đá ngầm ha, làm ảnh hưởng đến giao thông trên đường biển. Các em hãy quan sát hình ở trên nhé. À, đây là nội dung chính của phần 2, các em hãy ghi nội dung này vào trong vở của mình. À, đến đây chúng ta đã tìm hiểu xong bài học. À, phần 1, đặc điểm chung, các em lưu ý ôn thật kỹ đặc điểm chung của ngành bục khoan đó là gì. À, thứ hai đó là vai trò có những ích lợi và tác hại ra sao ha. Các em nhớ ôn thật kỹ nội dung này. À, như vậy bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em hãy ghi đầy đủ nội dung của bài học, học bài, làm câu hỏi 3 và 4 ở cuối bài sách giáo khoa trang 38 vào trong vở. Đọc mục Em có biết, chuẩn bị bài 11, tìm hiểu về các ngành run. Cô mến chào tất cả các em.